Hôm nay mình vừa mới ngủ dậy. Hôm nay nhà mình cũng không còn việc gì để làm nữa. Vườn thì mới phun nước sâu xong nên là hôm nay mình rất là rảnh. Chính vì vậy là mình đã nghĩ ra được một món ăn mới để làm cho các bạn xem. Món này là món thịt thỏ nướng. Món thịt thỏ này thì mình chưa làm bao giờ, cũng không biết cách làm như nào. Thì mình thấy trên mạng ấy, người ta làm món thịt thỏ nướng thì mình cũng làm món thịt thỏ nướng. Không biết là ăn ngon không, bởi vì mình rất thích ăn thịt thỏ. Bây giờ mình sẽ đi mua thỏ và làm xong thì mình sẽ bắt đầu quay tiếp cho các bạn xem nhé.
Đây mọi người ạ, đây sau khi mình quay xong thì nó nhìn buổi tối thì nó hơi đen, nhưng mà nhìn nhìn gần nó vàng lắm, nhìn bên ngoài nó vàng lắm, sau lên hình nó hơi đen. Bây giờ mình sẽ dỡ nó ra và nếm thử xem nó mùi vị như thế nào nhé. Đây mọi người ạ, ngon lắm. Bây giờ mình sẽ làm thử cái đùi nhá. Cái đùi. Đây là gia vị chanh ớt nhá. Chanh đào. Ui. Đây mọi người ạ. Ngọt lắm mọi người ạ. Chưa được ăn thịt thỏ ngon này không? Video mình có khi dừng tại đây rồi vì mình ăn nhiều quá rồi. Mang về cho mọi người còn ăn nữa. Rồi, chào tất cả các bạn nhé.